thông tin liên quan đến vụ án mạng rúng động xảy ra tại một cây xăng bỏ hoang trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mới đây. Sau khi củng cố hồ sơ, lực lượng công an đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời tiến hành lấy lời khai của nghi phạm. Nghi phạm đã khai gì tại trụ sở công an? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cây xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự. Trước đó vào sáng 12 tháng 2, Công an thành phố Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về việc một người phụ nữ khoảng 50 tuổi tử vong không rõ nguyên nhân tại cây xăng bỏ hoang. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có dấu hiệu bị giở trò đồi bại nên tiến hành truy tìm hung thủ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bắt giữ Lâm Văn Mai, 41 tuổi, ngụ khóm 2, phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự. Tại trụ sở công an, Mai khai vừa quen với nạn nhân khoảng một tháng nay nhưng không biết danh tính cụ thể. Cả hai chung sống với nhau tại trạm xăng bỏ hoang trên. Vào tối 11 tháng 2, Mai đi nhậu về thì nạn nhân càng nhằn việc không xin được việc làm. Tức giận, Mai cầm hung khí tác động liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính, nhân thân nạn nhân và củng cố hồ sơ khởi tố bị can.